ngủ tỉnh dậy, bé trai hóa mũi tên oán hận và cái kết đầy bất ngờ. Mày nhìn cái chó gì? Cả lớp đang ngủ say ke, anh bạn nhỏ này ngồi chu u một đống. Cam li tới là thấy ánh mắt hình viên đạn đầy phán xét dữ rồi. Ê, bà già kia, quay gì? Tôi cay bà lắm rồi nha. Sao? Sao cái mặt quạo quá vậy? Ổn không vậy thanh niên? Mẹ đét ơi, nỗi buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ là không tha con người. Thanh niên mới ngủ mới quạo gọ thì 5 giây sau đã nằm xuống gò gò luôn rồi. Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? 500 anh em có thấy cậu nhóc này cưng không nào? Comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên like, share và đăng ký Phủ Trụ 2 để xem thêm những clip thú vị như vậy nhé.